Xin chào các bạn. Hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng chia sẻ đến bạn một cái chủ đề mang tên gọi là Đàn ông vì sao mà ngoại tình? Cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà những người vợ đang cảm thấy mình rất hạnh phúc trong hôn nhân rồi tự nhiên bật khóc vì sốc, bởi vì tại sao mà chồng mình ngoại tình khi mà anh vẫn yêu thương mình, anh vẫn chăm sóc cho mình, anh vẫn lo cho gia đình. Một gia đình rất là hoàn hảo hiện tại, nhưng mà đàn ông lại đi ngoại tình. Trong cái sự ngỡ ngàng của người vợ không hiểu vì sao mà chồng mình đang sống hạnh phúc lại ngoại tình. Tại vì cô ấy cho rằng không có một cái lý do gì để cho người đàn ông ngoại tình. Xét về bản thân mình thì người phụ nữ đó không có xấu, nói rõ hơn là đẹp, thuộc là cái tầng lớp giỏi, kiếm tiền, biết chiều chồng, tình dục cũng ổn, con cái và mọi mối quan hệ bên nội bên ngoại đều rất ok. Vậy thì tại sao người đàn ông lại ngoại tình? Cái điều mà người vợ đang hạnh phúc và luôn cảm thấy mình hạnh phúc, bất ngờ và không thể tin nổi vào mắt của mình là chồng mình lại đi ngoại tình. Khi mà mình thấy không hề có một cái vấn đề gì hết, một tuần vẫn 3 lần, gần gũi, vẫn đi chơi, vẫn đi du lịch, vẫn yêu thương nhau, chồng vẫn chăm sóc vợ, không có nói lời nặng nhẹ, mà tại sao bỗng nhiên anh ấy lại có một tình nhân? Vậy thì trong cái hoàn cảnh người đàn ông mà cho rằng bản thân anh ta không bất hạnh trong hôn nhân, không phải gặp một cái bà vợ đánh bài, đánh bạc, đánh con, chửi chồng, một người phụ nữ không có một cái tì vết gì để anh ta lấy đó là một cái lý do để anh ta ngoại tình, thì nhiều người đàn ông cũng không hiểu tại sao mình ngoại tình nữa kìa. Nói ra thì thật buồn cười, nhưng có nhiều người á, làm sai mà không hiểu tại sao, lý do vì sao mà mình bỗng nhiên trở nên sai lè lè như vậy. Thì hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng với bạn làm rõ cái nguyên nhân chính vì sao mà người đàn ông ngoại tình bạn nhé. Người đàn ông ngoại tình bởi vì người đàn ông thiếu một chữ tình nhưng mà có hai nghĩa. Thiếu một chữ tình đó là tình cảm, thiếu một chữ tình đó là tình dục. Vấn đề chính yếu của con người ta là như thế. Ở người đàn ông thiếu hai cái khía cạnh này, thiếu hai cái vấn đề trong một chữ tình mà làm nên những cái cơ duyên để cho họ trở thành một người đàn ông bội bạc và là một người cha xấu, một người chồng hư trong mắt vợ. Vậy thì tình dục có những người đàn ông ở với vợ một tuần 2 lần, 3 lần, nhưng mà tại sao người đàn ông đó lại vẫn có thể ngoại tình? Chẳng lẽ giờ đi ngoại tình chay thì cũng không hợp lý, cũng phải có những cái vấn đề tình dục với người tình chứ. Nhưng mà vì sao? Vì có một số người đàn ông, người ta sẽ cảm thấy rằng chưa đủ no khi mà ở với vợ như vậy. Các bạn biết không, có những thực tế như thế này. Có những người đàn ông á, người ta có nhu cầu 2 lần trong 1 lần. Các bạn hiểu không? Tức là người ta phải ăn 2 chén cơm trong một bữa ăn thì người ta mới no. Nhưng mà vợ người ta chỉ có thể đáp ứng được 1 chén cơm trong một bữa ăn thôi. Tức là 1 lần, 1 hiệp như vậy người ta phải ở 2 lần. Nhưng mà vợ không có đủ sức khỏe. Tuần 3 lần hoặc là tuần 2 lần. Nhưng mà 1 lần phải là double, là phải 2 nhịp vậy đó. Thì người vợ không đáp ứng được. Một phần vì lý do là vợ không đáp ứng được cái nhu cầu sức khỏe về sinh lý cho đàn ông. Cái thứ hai nữa là cái nhu cầu năng lượng và sinh lý của người đàn ông quá mạnh để vợ anh ta không thể đáp ứng được. Trong một số tình huống mà người đàn ông cảm thấy mình hạnh phúc trong tình dục với vợ mà vẫn có nhân tình là bởi vì người đàn ông đó có cái máu lăng nhăng. Với cái kiểu người đàn ông luôn có nhiều cái mong muốn hơn cái thực lực của người vợ thì người đàn ông đó sẽ có nhu cầu tìm kiếm một cái đối tượng khác để mà dự bị, để mà giải phóng cái năng lượng sinh lý của mình quá cao. Nơi một người sẽ có tên là fan with benefit, một người phụ nữ có một cái nhu cầu cùng giống họ chẳng hạn, hoặc là một người phụ nữ không có chồng, một người phụ nữ đang yêu thích họ và người đó sẽ trở thành một người thứ ba. Trong cái hoàn cảnh như vậy thì người đàn ông rất là dễ ngoại tình. Và có một số người đàn ông vẫn có thể ở cùng với vợ, vẫn có thể ở cùng với nhân tình và anh ta lại trở thành một cái người mà khiến cho đối tượng nhân tình của anh ta phát nghiện. Tức là có một số người đàn ông người ta rất là giỏi về cái kỹ năng giường chiếu, khiến cho một số người đàn bà mê,
rồi săn đuổi anh ta, thậm chí là bỏ tiền để mà nuôi anh ta, để mà cung phụng cho anh ta nữa kìa. Tôi đã từng tư vấn cho những vị khách hàng là người thứ ba bỏ tiền ra để mà cho người đàn ông đó mượn, nhưng mà biết rõ luôn là người đàn ông đó không trả. Nhưng mà vì nghiện anh ta, vì say anh ta, vì đắm đuối anh ta nên là bắt buộc phải dùng tiền của mình để mà có được người đàn ông đó. Bạn thấy không? Có những người thứ ba như thế đấy. Và người đàn ông lại cảm thấy mình không có mất cái gì. À, vừa được tiền từ tình nhân, vừa được thỏa mãn mà lại còn có vợ nữa. Mà có một cái dòng tâm lý như thế này các bạn nè. Có những người đàn ông người ta yêu phụ nữ, người ta yêu một người thôi. Nhưng mà có những người đàn ông người ta đều có cảm tình và cảm xúc với hai người phụ nữ khi mà họ ở bên những người phụ nữ mà họ cần, lúc mà họ muốn. Có nghĩa là họ không bị chi phối bởi vì vấn đề là họ đang ở với ai, mà cả hai người đều mang lại cho họ những cái cảm giác. Mà có những người đàn ông còn cảm nhận rằng từ khi có người thứ ba, anh ta bỗng trở nên có nhu cầu mạnh mẽ hơn. Và có một số người vợ cảm thấy rất là hạnh phúc. Vì sao? Vì sao dạo này chồng mình lại khỏe như vậy? Thì người vợ đâu có biết đâu mà. Người vợ cứ tưởng là người chồng hồi xuân, nhưng mà thực tế ra là người đàn ông đó ngoại tình mà cảm xúc lại tăng lên. Và thậm chí là cùng một lúc họ có thể quan hệ với hai người đó là nhân tình và người vợ luôn. Đó là cái kiểu người đàn ông người ta không coi trọng cái sự thuần túy của tình yêu. Và có những người đàn ông cùng một lúc có thể yêu được hai người, vì sao? Vì đó là cái kiểu người đàn ông có trách nhiệm với hôn nhân, nhưng mà cũng là cái người đàn ông có trách nhiệm với cái người đàn bà là nhân tình của mình. Và cái tính cách của người đàn ông hào hiệp và cái đối tượng người thứ ba kia phải có một cái lý do để người đàn ông đó yêu một cách thật sự và muốn giúp đỡ. Và người thứ ba đó cũng là người thứ ba tốt để cho anh ta cảm thấy là không muốn rời bỏ. Và có một cái chuyện lạ lùng hơn nữa là có những người đàn ông lại đem lòng yêu thương một cái dạng người thứ ba, đó là sugar baby. Tức là anh ta yêu thật lòng cái người phụ nữ mà anh ta đã bỏ tiền chu cấp để cho người phụ nữ đó đi ăn học. Người phụ nữ đó sử dụng tiền của anh ta và làm tất cả những gì mà cô ta thích. Bởi vì sao? Khi mà người đàn ông yêu thật người thứ ba thì người đàn ông sẽ không cảm thấy tiếc tiền với cái đối tượng là người thứ ba đó. Thế nên là nhìn vào cái mối quan hệ của người đàn ông mà rộng rãi, mà thường làm cho người thứ ba vui lòng bằng cái vấn đề tài sản, thì người đàn ông đó thực sự có một cái tình cảm rất là lớn với người thứ ba đó. Thậm chí là người ta còn dành cả thời gian của mình rất là nhiều để chăm sóc cho đối tượng nhân tình đó nữa kìa. Còn một cái dạng nữa, đó chính là cái sự thiếu thốn tình cảm trong vấn đề mà người đàn ông đang có vợ. Vì khi không có thể chia sẻ được với vợ của mình, một cuộc hôn nhân ổn định, nhàm chán làm cho người đàn ông không có cái cảm xúc tình ái trong hôn nhân, khiến cho người đàn ông nhiều khi cũng buồn chán, nhiều khi cũng cảm thấy rằng mình cô đơn, mình lạc lõng. Vợ mình đi tập gym, vợ mình coi phim, vợ mình đi uống cà phê, vợ mình chăm con, vợ mình đối tác, hoặc là vợ mình bận làm ăn quá đi. Còn một mình thì cứ thui thủi, rồi không biết làm gì, lấy điện thoại ra nhắn tin, vô tình lướt trên Face, hoặc là tìm ra một ai đó trên mạng, hoặc là vào những cái trang mạng mà gọi là tìm tình nhân, hoặc là người cô đơn, hoặc là người độc thân, thì lướt sơ qua bỗng nhiên có một cái hình ảnh nào đó bắt mắt, khiến cho họ muốn kết nối và trở thành bạn. Đấy là những cái vấn đề ở trên mạng. Còn vấn đề thực tế là họ sẽ có những cái người đồng nghiệp trong công ty yêu thích họ, hoặc là những cái mối quan hệ bạn học cũ, người yêu cũ, nó sẽ tìm về giống hệt như là đúng cái lúc ta cô đơn thì có người đến gõ cửa trái tim cô độc của người đàn ông đó. Thì khi mà họ nhắn tin, họ chia sẻ, họ nói chuyện mãi thì họ dính mắc vào cái đối tượng nhân tình như thế. Người đàn ông xoay qua xoay lại cũng chỉ là cái vấn đề thiếu về tình cảm, thiếu cái sự chia sẻ, thiếu cái sự thấu hiểu và thiếu một người thường xuyên nói chuyện với anh ta và nói về những cái điều mà anh ta thích. Và đương nhiên cái cảm giác nói chuyện với vợ, một người đã quá hiểu mình, và cái cảm giác nói chuyện với một người mà người ta ngưỡng mộ mình, thì đàn ông rất là dễ bị lầm đường lạc lối đối với một cái đối tượng. Người ta có sẵn một cái lý do là em rất là quý anh,
Em rất là thần tượng anh là cái người mà phải nói rằng là cái mẫu điển hình của rất là nhiều người. Phong thái của anh đĩnh đạc nè, rồi tư cách của anh nó tao nhã nè, người bản lĩnh nè, trí thức, trình độ. Trời đất ơi, ai lấy được anh, ai ở bên cạnh anh, vợ anh thật là may mắn. Những cái lời nói như vậy thôi đã thổi vào tâm trí của người đàn ông một cái sự tự mãn rất lớn, khiến cho họ có cảm tình rất là mạnh đối với cái đối tượng mà mình đang nói chuyện. Nói mãi, hết chuyện này nói, rồi cuối cùng nói đến cái chuyện tâm tư tình cảm riêng. Khi mà người ta lại bỏ thời gian lắng nghe cái dòng tâm sự của đối tượng là cái người khác phái mà nói về tình cảm, tình dục thì dần dần cái điều đó nó quấn quện, nó đan với nhau và nó dính mắc vào nhau và cuối cùng là gì? Là họ có cảm tình và trở thành tình nhân của nhau. Người đàn ông ngoại tình không ngoài hai chữ tình dục và tình cảm. Khi mà một chữ tình đã làm cho người đàn ông mê mờ, lú lẫn, thậm chí không còn có thể minh mẫn được nữa, thì có những người đàn ông đã vì một chữ tình như thế mà làm cho hôn nhân của mình tan vỡ, hoặc là vợ anh ta biết được, vợ anh ta chấm dứt cuộc hôn nhân đó. Cũng có một dạng nữa, đó chính là vấn đề về tình dục. Khi mà người phụ nữ không đáp ứng được những cái nhu cầu mong muốn cho người đàn ông trong cái thời điểm nhất thời, mang thai hoặc một số các lý do bất khả kháng nào đó, ví dụ như đi công tác xa hoặc là bị mắc bệnh mà không thể cùng với chồng có được cái mối quan hệ như thế, thì cái thực trạng mà đói ăn khát uống nó lại là một cái nhu cầu mà người đàn ông cần, và chẳng phải người đàn ông nào cũng có thể kiềm chế, và không phải ai cũng trở thành một ông thầy tu, và chẳng phải là một người bình thường lại có thể dễ dàng diệt dục được. Thế nên là người đàn ông lại rất dễ dính mắc vào những cái cạm bẫy khi mà người phụ nữ bây giờ ly hôn quá nhiều, và có những cô gái lỡ thời biết rõ ràng người đàn ông đó có vợ nhưng mà vẫn lao vào, không biết để làm cái gì, được cái gì, có lợi gì hay không, có chắc là lấy được người đàn ông đó hay không cũng không biết, nhưng mà cứ lao vào nói chuyện, rồi thậm chí là ve vãn, tìm mọi cơ hội cho người đàn ông đó đến bên mình, và nghiễm nhiên mình trở thành người tình, người ẩn mặt thứ ba đằng sau lưng của hôn nhân của kẻ khác, rồi vụn vỡ, rồi đau khổ, rồi người đàn ông kia cũng vật lộn với những cái sự tổn thương trong cái vấn đề là chia tay với người tình. Vậy thì đàn ông ngoại tình để làm gì? Bản chất không phải là người ta muốn, hoặc là nếu mà có người muốn đi nữa thì cũng là cái kẻ lăng nhăng, tham lam, ích kỷ và không nghĩ đến ai. Khi mà cái cuộc hôn nhân của các bạn đều nghĩ đến cái yếu tố tình dục và tình cảm chi phối, cái cảm xúc yếu đuối mà cái bản năng con người lại quá cao, cộng hai cái thời điểm vừa bản năng trỗi dậy, cảm xúc yếu đuối, thì người đàn ông sẽ đánh mất mình trong những cái mối quan hệ mà nhiều khi người đàn ông đó nghĩ lại cảm thấy hối tiếc vì mình đã lỡ đánh mất những cái điều vô giá trong một mối quan hệ tình yêu trọn vẹn dành cho một người duy nhất. Hôm nay Sóng Tình Yêu chia sẻ cho bạn về một cái chủ đề là người đàn ông ngoại tình vì một chữ tình, có hai nghĩa trong vấn đề riêng biệt của người đàn ông khi tìm đến với một ai đó gọi là người thứ ba hoặc là nhân tình bạn nhé. Rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.